Bên giảng. Ừ, cũng khá tốt chị ngọc à tôi vừa trao truyền cho một hội đồng viên công giáo thật là may mắn. anh ấy cảm thấy là đức chúa trời toàn năng đến từ đức chúa trời và muốn tìm hiểu ờ, vậy tốt ừ. quá nhưng anh ấy vẫn còn băn khoăn về chuyện gì anh ấy nói hội thánh của họ là duy nhất thánh thiện và công giáo ừ. còn nói nó được truyền lại từ các thánh tông đồ và là một hội thánh chính thống ừ. anh ấy sợ nếu rời bỏ công giáo để tin vào đức chúa trời toàn năng thì sẽ là bội giáo là phản bội thiên chúa và không còn cơ hội được vào thiên đàng ồ Này anh trần à để giải quyết vấn đề này thì ta phải làm như thế nào phải thế đó tôi cũng không rõ về chuyện này cho lắm phải em thông công với chúng Đúng tôi đi vậy. thật ra thì chuyện này cũng khá đơn giản hội thánh chính thống hay không thật sự không hề quan trọng người của hội thánh chính thống thì mới được nghênh tiếp chúa hay sao hội thánh chính thống thì mới được bước vào thiên quốc hay sao Đức Chúa Giêsu có bao giờ phán như vậy không? Ngài không hề phán như vậy. Ừ. Chính vì vậy, chính thống hay không, không có gì quan trọng, đều vô nghĩa hết thôi. Quan trọng là tiếp nhận công tác phán xét mà Thiên Chúa thực hiện khi Ngài tái lâm. Quan trọng là tiếp nhận mọi lẽ thật do Thiên Chúa bày tỏ và đi theo bước chân của Ngài. Như vậy, Ngài sẽ thừa nhận mọi người là những tín hữu của Ngài nếu không thì dù có gọi là hội thánh chính thống cũng vô dụng thôi. ngay cả giáo hoàng hay là thượng phụ của hội thánh chính thống nếu không tiếp nhận đức chúa giêsu tái lâm vẫn sẽ bị xuống địa ngục. Ừ. Ừ. Chắc đúng chính xác lắm. nói không sao chút nào hết. À, mối thông công hay quá. À, phải. thử nghĩ xem hồi đó người do thái tất cả đều nghĩ rằng họ là dân được tuyển chọn của gia vê. rằng đức tin của họ là đức tin chính thống nhất. khi đức chúa giêsu đến họ không tiếp nhận ngài còn chống đối lên án ngài kết quả như thế nào? họ đã bị đào thải, họ bị thiên chúa bỏ mặt và đào thải, ừ, cuối ừ. cùng họ bị ngài trừng phạt và rửa xã ừ, phải đúng đó. Đúng đúng xác. còn những môn đồ trời bỏ do thái giáo để đi theo đức chúa giêsu thì sao? họ đều đã tiếp nhận công tác mới của đức chúa giêsu. vậy mọi người có cho rằng họ bội giáo và họ phản bội gia vê hay không? À, à, tuyệt quán không quán có đâu. đức chúa giêsu phán, chiên con đi, đi đến, đến bất cứ nơi, nơi nào, nào thì những kẻ này đi theo đó. đó. Amen. đối với thiên chúa thì ngài không quan tâm có phải hội thánh chính thống hay không ngài chỉ quan tâm chúng ta có tiếp nhận và quy phục công tác mới của ngài hay không chính xác thông công này rất hợp lý chính chúa đã tiên tri nhiều lần rằng ngài sẽ tái lâm vào thời kỳ sau hết bày tỏ lẽ thật và làm công tác phán xét nếu cứ chờ đợi trong giáo hội công giáo mà không nên tiếp sự tái lâm của chúa hoặc không tiếp nhận công tác của ngài vào thời kỳ sau hết thì có là hội thánh chính thống nhất cũng vô dụng thôi chẳng phải sẽ giống như người do thái bị chính công tác mới của chúa đào thải hay sao à, phải đúng 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 là như vậy, là như vậy. Nghe Anh nói nói như vậy. tôi thấy rất sáng tỏ ừ. tôi cứ tranh luận với họ xem một hội thánh chính thống là gì ừ. nhưng phải. làm vậy thật vô nghĩa phải à, đó. đó điều quan trọng là tiếp nhận công tác mới của chúa thái lâm ừ. và những lẽ thật đức Kitô thời kỳ sau rốt bày tỏ đúng. điều đó mới quan trọng à, phải đó. giờ tôi biết phải thông công thế nào rồi